Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình Thời sự tối nay, thứ hai, ngày 9 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thành phố Huế dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2024 và hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Tạo sự đột phá tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả từ việc tập trung và lồng ghép các nguồn lực. Các tình nguyện viên của Thừa Thiên Huế lên đường tham gia công tác hỗ trợ khắc phục bão số 3 tại các tỉnh thành miền Bắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2, các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên Huế đến 30 tháng 6 năm 2028. Trước những khó khăn liên quan đến thời gian thực hiện dự án, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về điều chỉnh thời gian thực hiện và sử dụng vốn dư dự án các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên Huế, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á. Theo đó, dự án sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện đến 30 tháng 6 năm 2028 thay vì 30 tháng 6 năm 2024 như quyết định phê duyệt ban đầu. Đồng thời, Chính phủ cho phép sử dụng vốn dư của dự án là 23,857 triệu đô la Mỹ, gồm vốn vay của ADB và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để đầu tư bổ sung các hạng mục kênh sinh thái A, khu đô thị mới An Vân Dương, cải tạo đường bộ bao gồm xây dựng mới 2 đoạn đường tại khu B, khu đô thị mới An Vân Dương và cải tạo 3 đoạn đường, cầu đi bộ nối từ trung tâm hành chính thành phố Huế đến trung tâm thể thao tỉnh. Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp dự án vẫn chưa hoàn thành trong thời gian hiệp định được gia hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ địa phương để thực hiện. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân sẽ đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai các thủ tục giải ngân, thực hiện dự án trong thời gian tới, nhưng không làm thay đổi mục tiêu và phạm vi của dự án, tổng vốn đối ứng đã được phê duyệt. Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thành phố Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, vừa hợp long song vòm thép nhịp chỉnh thường hạ lưu. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2024 và khánh thành vào tháng 3 năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế. Dự án cầu vượt sông Hương sau nhiều tháng khẩn trương thi công, đến thời điểm hiện tại, công trình đã hợp long song vòm thép nhịp chỉnh thường hạ lưu, hoàn thành công tác lắp dầm dọc, dầm ngang mặt cầu. Thi công hoàn thành xử lý đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng. Việc đúc toàn bộ 912 tấm bảng mặt cầu cũng đã hoàn thành chờ lắp ráp. Tiến độ dự án đạt khoảng 79% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 17 tháng 12 năm 2025. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung nỗ lực để có thể rút ngắn thời gian, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2024 và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến độ thi công phần cầu đến nay đáp ứng được tiến độ yêu cầu và cả hạng mục thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy mô dự án. Riêng tiến độ thi công phần đường hai đầu cầu bị chậm do quá trình giải phóng mặt bằng. Mặt bằng thi công chưa giải phóng hoàn toàn, mới đủ mặt bằng triển khai phần cầu. Tại dự án cầu vượt sông Hương, đơn vị cũng đang tập trung giải phóng mặt bằng, hiện vẫn còn một số hộ chưa bàn giao. Dự kiến trong tháng 11 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án. Trung tâm Bảo tồn di tích cổ đô Huế đang đốc thúc các đơn vị thi công tăng tốc cả ngày và đêm để triển khai các công đoạn hoàn thiện công tác trùng tu di tích Điện Thái Hòa. Phần đầu có thể đón khách tham quan vào cuối tháng 11 tới, vượt tiến độ so với kế hoạch. Điện Thái Hòa được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1805 tại khu vực Đài Cung Môn. Đến năm 1833, vua Minh Mạng cho xây dựng lại công trình ở vị trí hiện nay. Được ví như trái tim của Hoàng Thành Huế, Điện Thái Hòa mang tính biểu tượng của vương triều nhà Nguyễn cùng lối kiến trúc và nghệ thuật trang trí đặc sắc. Trải qua gần 200 năm tồn tại cùng nhiều biến cố của lịch sử và sự tác động của khí hậu khắc nghiệt, di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Với kinh phí đầu tư 128 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, cuối năm 2021, công trình đã được khởi công tu bổ tổng thể. Trong đó, chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn di tích cổ đô Huế và đơn vị tư vấn thiết kế thi công, cùng quyết tâm tạo lập hình mẫu tiêu biểu về công tác khôi phục bảo tồn di sản. Trong số 22 lần trùng tu kể từ khi ngôi điện được xây dựng, đây là lần trùng tu quy mô nhất trên quan điểm kể thừa tinh hoa tất cả các lần trùng tu trong giai đoạn 1833-1945, loại bỏ những phần cầu kiện, vật liệu mới được tu sửa cấp thiết sau thời điểm này. Yếu tố thuận lợi là công trình còn được lưu giữ nguyên vẹn nên chỉ tu bổ phục hồi một phần với nguyên tắc giữ lại tối đa yếu tố gốc.
Không còn là những chuyến bay charter thuê nguyên chuyến, Thừa Thiên Huế đang kết nối để phát triển đường bay định kỳ với Đài Loan, Trung Quốc xuống sân bay quốc tế Phú Bài. Dự kiến vào tối 22 tháng 9 tới đây, chuyến bay từ Đài Loan mang theo 180 khách du lịch sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài. Đây sẽ là chuyến bay thương mại được tổ chức định kỳ mỗi tuần một chuyến diễn ra trong suốt năm đưa khách du lịch đến Huế, góp phần thúc đẩy du lịch cổ đô Huế. Phía đối tác Đài Loan triển khai các giải pháp để trong một năm các chuyến bay này được thực hiện đúng kế hoạch và đưa 22.600 khách đến Huế. Đài Loan là một trong những thị trường lớn gửi khách vào Việt Nam, đứng thứ ba trong các thị trường khách quốc tế vào Việt Nam. Thời gian gần đây, thị trường khách Đài Loan đến Huế cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, luôn có mặt trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Huế. Với việc phát triển được đường bay định kỳ, cơ hội cho du lịch Huế từ thị trường khách này sẽ lớn hơn nhiều. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Xuân tổ chức lễ khai trương phòng giao dịch BIDV Phú Vang tại thôn 3, xã Vân Thanh, huyện Phú Vang. Đây là phòng giao dịch thứ tư của BIDV Phú Xuân trên địa bàn tỉnh. Phòng giao dịch Phú Vang là một trong 33 phòng giao dịch của BIDV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận khai trương hoạt động trong năm 2024. Phòng giao dịch Phú Vang đi vào hoạt động có đầy đủ chức năng nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại, gồm các nghiệp vụ chủ yếu như những tiền gửi bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ, tiền gửi thanh toán, tiết kiệm tích lũy, tiền dùng dành cho cá nhân và doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhu cầu nhà ở, xe ô tô và tiêu dùng, phát hành các loại bảo lãnh, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, nhận chuyển tiền kiều hối Western Union, thu đổi ngoại tệ, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế và nhiều dịch vụ ngân hàng khác. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc BIDV Phú Xuân Nguyễn Ngọc Trang cho biết, việc mở phòng giao dịch BIDV Phú Vang không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của chi nhánh Phú Xuân, mà còn thể hiện cam kết của BIDV trong việc phục vụ tốt hơn nhu cầu tài chính của bà con và các doanh nghiệp tại một trong những địa bàn chiến lược của huyện Phú Vang, có tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. BIDV chi nhánh Phú Xuân cam kết sẽ tổ chức hoạt động phòng giao dịch Phú Vang theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ cả quy định của địa phương, của Ngân hàng Nhà nước và của BIDV, mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích hiện đại cho người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp khai trương phòng giao dịch Phú Vang, BIDV Phú Xuân thực hiện chương trình tặng quà cho khách hàng đến giao dịch tại phòng giao dịch Phú Vang từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 9 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện A Lưới được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện thoát nghèo năm 2024 không chỉ là thành quả của những nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân huyện A Lưới, mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cố gắng của toàn tỉnh. Và không chỉ riêng A Lưới, tại những địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tập trung mọi nguồn lực từ trung ương đến địa phương và huy động nhiều nguồn lực khác để đầu tư, triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đã tạo sự đột phá, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Hưng Hữu, huyện Nam Đông có 95% là đồng bao dân tộc thiểu số, chủ yếu là Pa Co, Cơ Tu và Tà Ôi. Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nên hiện nay đời sống của bà con nhân dân được nâng cao đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 chỉ còn khoảng 6,2%. Hiện nay 100% thôn đều có hệ thống giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% thôn có điện lưới quốc gia. Với địa bàn xã Hưng Hữu thì Đảng, Nhà nước rất là quan tâm, đặc biệt là về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về xây dựng nhà ở 1719 cũng như là hỗ trợ nước sinh hoạt, rồi bảo hiểm y tế, rồi đến hỗ trợ nhà ở cũng như là các công cụ sản xuất trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua. Từ năm 2021 đến năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đầu tư hơn 367 tỷ đồng cho hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội, hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, cải thiện dinh dưỡng cũng như tạo việc làm bền vững và giảm nghèo về thông tin. Với sự hỗ trợ đa chiều này, công tác giảm nghèo tại những địa phương này đã thu được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần vào thành quả chung của tỉnh. Nếu như cuối năm 2021, vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh có 7.174 hộ nghèo, chiếm 38,22%, thì đến cuối năm 2023 còn lại 3.654 hộ nghèo, chiếm 19,36%.
Đặc biệt, sự kiện huyện A Lưới đã được công nhận thoát khỏi huyện nghèo quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Khi nhận quyết định của Thủ Chính phủ, với sự phấn khởi, cái sự nỗ lực của bà con dân trong quá trình là tham gia phát triển kinh tế xã hội để giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong 2 năm, 3 năm vừa qua, thì tỷ lệ hộ nghèo giảm một năm là cũng trên 10%. Đây là cái sự nỗ lực của bà con dân về ý thức vươn lên của cả thế hệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Và trong thời gian sắp tới thì cùng huyện cũng tiếp tục là làm sao hỗ trợ giúp đỡ cho cả cái hộ mới thoát nghèo để họ có cái thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Mặc dù đạt được những thành tựu như vậy, tuy nhiên việc thực hiện các chính sách dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguồn lực phân bổ cho công tác dân tộc, chính sách dân tộc rất nhiều so với các giai đoạn trước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số nội dung chính sách còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu nhưng chưa thực sự bền vững. Đây cũng là những vấn đề đặt ra mà thời gian tới đòi hỏi những giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn. Cả hệ thống chính trị, mà đặc biệt là đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số còn phấn đấu, còn cố gắng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là phải cái tính trông chờ lại lâu nay vào chính sách của đảng, của nhà nước và tự phấn đấu vươn lên. Và cái mục tiêu cho giai đoạn từ 24 đến 2029 theo quyết tâm thư của Đại hội 4 là thu nhập bình quân đầu người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đạt ít nhất là bằng 1/2 là thu nhập của cả nước. Tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh vừa được tổ chức, Ban dân tộc tỉnh đã đề ra rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó hướng đến mục tiêu tổng quát là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 5%, cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt để thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm này, bên cạnh nguồn lực đầu tư, cũng rất cần sự nỗ lực của người dân từ ý thức vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sống trong vùng thường xuyên hứng chịu bão lũ nên người dân Thừa Thiên Huế thấu hiểu những mất mát thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra ở các tỉnh thành miền Bắc, vào cuối tuần qua, Tuổi Trẻ Thừa Thiên Huế, trong đó nòng cốt là lực lượng phản ứng nhanh Vun 75, đã kêu gọi lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng lên đường tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Vào đầu giờ chiều nay, chuyến tàu đưa các tình nguyện viên của Thừa Thiên Huế tham gia công tác hỗ trợ đã khởi hành, gửi gắm tình cảm của người dân cố đô Huế đến với đồng bào đang hứng chịu những tổn thương mất mát. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 15 giờ tại khu vực phòng chờ ga Huế, bên những vali hành lý được chuẩn bị vội vàng, gần 100 tình nguyện viên của Vun 75 tạm gác lại những công việc học tập để chuẩn bị lên chuyến tàu ra Bắc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Có người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai, địch hỏa, cũng có người mới chỉ là lần đầu tiên. Nhưng tất cả đều có chung một nguyện vọng, đó là được góp một phần sức lực để sẻ chia bớt những khó khăn mất mát mà đồng bào miền Bắc đang phải hứng chịu. Là một con người ở miền Trung, cũng là ở vùng bão lũ, nên là khi thấy những hình ảnh thiệt hại về thiên tai bão lũ thì bản thân em cảm thấy rất là xót. Khi chống bão thì mình không thể làm được, nhưng hy vọng có thể góp một phần vào công cuộc khôi phục bão giúp người dân ạ. Bên hội tụi em thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị nhất định, giống như là cơ sở vật chất, hạ tầng ăn uống ngủ nghỉ cho các bạn tại nơi mà chúng em sẽ thực hiện cái công cuộc là khắc phục bão lụt ở miền Bắc. Đầu tiên thì bọn em sẽ đến với Hải Phòng. Khi đến với thành phố Hải Phòng thì các bạn sẽ được tập huấn, cũng như là các bạn sẽ được một cái khóa training nhanh để làm sao đó để đảm bảo an toàn, cũng như là trong cái khi mà các bạn thực hiện cái sự vụ, cái như cái công tác tại Hải Phòng. Trước đó, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thể hiện tình cảm của đồng bào miền Trung nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung gửi đến đồng bào miền Bắc đã được triển khai, như thành lập đội tình nguyện tiền trạm ra Bắc để nắm tình hình. Đội gồm 15 cán bộ của công ty công viên cây xanh Huế cũng đã lên đường xuyên đêm ra thủ đô Hà Nội để hỗ trợ công tác dọn dẹp cây xanh ngã đổ.
Theo lãnh đạo ngành đường sắt, đơn vị cũng có chủ trương miễn giảm 100% chi phí đi lại cho cả cá nhân, tổ chức tình nguyện ra các tỉnh thành phía Bắc trong dịp này. Tất cả những tình nguyện viên rồi y bác sĩ sẽ được vận chuyển miễn phí từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc. Đấy, và như hôm nay là cái đoàn của Huế là hơn gần 100 tình nguyện viên đó, thì chúng tôi vận chuyển miễn phí đến Hà Nội và từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi chúng tôi cũng chuyển tiếp bằng tàu và cũng để thể hiện cái sự tình cảm gắn bó của ngành đường sắt đối với các địa phương. Hôm nay bên cạnh cái sự tự hào khi chúng ta có Phun 75 thì chúng tôi cũng thấy rằng rất là ấm lòng khi mà Phun 75 mang cái hơi ấm, mang cái tình thương và cái trách nhiệm với cộng đồng xã hội mang ra Hải Phòng và Hà Nội, những cái địa phương vừa rồi bị ảnh hưởng rất là nặng nề từ cơn bão số 3, cơn bão Yagi. Miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng vẫn là địa phương hứng chịu nhiều thiên tai và cũng là nơi nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương từ đồng bào khắp cả nước qua mỗi đợt thiên tai bão lũ. Và ngay lúc này đây, khi chứng kiến những hình ảnh tang thương mà thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đang phải hứng chịu, thì những người trẻ của Thừa Thiên Huế lại tiếp tục lên đường để sẻ chia và đền đáp những tấm ân tình đó. Ngay lúc này đây, tất cả đều hướng về miền Bắc thân thương, không phải thông qua một lời hô hào khẩu hiệu, một mệnh lệnh hành trình nào mà bằng sự gắn kết của những trái tim Việt Nam hay còn được điệt đến với một từ ngữ giản dị hơn, đó là nghĩa tình đồng bào. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những tháng cuối năm 2024 có thể xảy ra bão dồn dập trên biển Đông, không loại trừ nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ ở khu vực miền Trung nước ta. Hiện nay, vùng biển ngoài khơi Philippines đang tồn tại hai vùng áp thấp, nhưng theo các chuyên gia, còn rất xa để nhận định về khả năng hình thành bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông từ các vùng áp thấp này. Ngoài ra, trong nửa cuối tháng 9, trên biển Đông có thể hình thành dải hồ tụ nhiệt đới. Trên dải hồ tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay đến hết năm 2024 còn khoảng 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó khoảng 3 đến 4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Với ảnh hưởng của La Nina, những tháng cuối năm 2024 trên biển Đông có thể xuất hiện bão dồn dập dẫn đến mưa, lũ chồng lũ ở khu vực miền Trung nước ta. Không loại trừ khả năng tháng 1 năm 2025 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan đơn vị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây xanh gãy đổ mất an toàn gây nguy hiểm tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão. Trong đó đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan đơn vị phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý, các đơn vị cây xanh chủ đầu tư dự án và cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý cây xanh theo quy định của pháp luật, tổ chức kiểm tra cập nhật thông tin tình hình sinh trưởng và phát triển của hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn để có hướng xử lý, kiểm tra giám sát việc cắt tỉa cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh lộ 15 với chiều dài gần 10 km là tuyến giao thông kết nối liên vùng từ đường Tránh Huế lên xã Phủ Sơn, thị xã Hương Thủy. Tuy nhiên, mặt đường hẹp, nhiều đoạn cong co, xuống cấp. Trong khi đó, mật độ lưu thông ngày càng tăng khiến cho tuyến đường này quá tải và ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội, mặt đường chi chít, ổ voi, ổ gà. Mỗi lần xe tải chở rác chạy qua, chở theo hàng loạt mùi xú uế nồng nặc. Đây là tình trạng tại đường tỉnh lộ 15 đoạn đi qua xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy trong nhiều tháng qua. Đường này bụi, ô nhiễm lắm. Còn mà đường này đã bụi, rồi bước lên cái đoạn đến nữa là quá thối luôn. Để người dân đi xe máy cũng nguy hiểm lắm. Thứ nhất là xe vô ra liên tục, bỏ cua. Nước chảy hôi, người dân buộc phải né. Khi bụi nữa. Mà thi công đi một con đường này, thi công đi là tùy nước đi vì tốc độ còn chậm lại. Mà trước cái đấy, cái đường lên trước thi công, rạc chạy lên chiếu nổi. Xe vô xe ra, xe máy đi rất nguy hiểm. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là tuyến đường chính để vận chuyển rác đến nhà máy xử lý điện rác Phủ Sơn. Bên cạnh đó, việc thi công dang dở dự án nâng cấp tỉnh lộ 15 kết nối với đường dẫn đi vào khu công nghiệp Gilimet đã khiến cho tuyến đường vốn đã quá tải xuống cấp, nay lại ô nhiễm môi trường và gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Mặc dù quá trình thi công, các đơn vị đã cho triển khai tưới nước trong phạm vi dự án, tuy nhiên vẫn không thể xử lý triệt để ô nhiễm, bụi bẩn.
sẽ cố gắng tăng cường thêm cái việc là thứ nhất là tưới nước để tránh bụi, thứ hai là phân luồng, phân làn đảm bảo giao thông giống như là yêu cầu. Tỉnh lộ 15 là tuyến đường huyết mạch nối dài hai địa phương tại thị xã Hương Thủy. Trên tuyến đường này có nhiều mỏ đất cùng với nhiều doanh nghiệp vận tải đang hoạt động nên lưu lượng xe lưu thông rất lớn. Mặc dù là quyền lợi lưu thông bình thường của doanh nghiệp và không thể cấm đoán, tuy nhiên việc hoạt động với tần suất liên tục cộng thêm việc chấp hành các quy định về môi trường và an toàn giao thông của tài xế và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế nên tuyến đường tỉnh lộ 15 ô nhiễm môi trường, xuống cấp là điều không thể tránh khỏi. Kiến nghị với các cấp là đặc biệt là phía công an giao thông cũng thường xuyên tuần tra trên cái tuyến đường này để có cái ngăn chặn và xử lý kịp thời các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là về vấn đề môi trường, không để rơi vãi. Khi chạy vào đấy là nhiều đoạn đường là bụi che mờ, không thấy đường để mà đi, cũng rất là nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Thời gian tới, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng trong tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, thì các cấp có thẩm quyền cũng cần phải quan tâm, sớm ưu tiên bố trí các nguồn lực để nâng cấp toàn bộ tỉnh lộ 15, đồng thời có giải pháp đảm bảo môi trường trong quá trình vận chuyển rác. Có như thế mới giải quyết được bài toán điểm nóng về mất an toàn giao thông tại khu vực này. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với các đối tác quốc tế tiến hành phẫu thuật cho gần 40 bệnh nhân bị các dị tật khe hở môi, vò miệng. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với tổ chức Operation International khám sàng lọc cho 50 bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vò miệng. Các bệnh nhân được khám và phẫu thuật là các bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vò miệng chưa được phẫu thuật hoặc đã được phẫu thuật trước đó mà bị biến dạng như sẹo sẩu môi, biến dạng mũi. Các bệnh nhân bị dị tật ở khu vực hàm mặt cũng được khám và phẫu thuật. Đây là hoạt động nằm trong hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Đại học Huế với các đối tác quốc tế. Trong khuôn khổ Festival Huế 2024, tối qua tại Bia Quốc học Huế, Sở Du lịch phối hợp cùng tạp chí Việt Nam Travel tổ chức chương trình trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống Huế. Sự kiện hướng đến mục tiêu tôn vinh và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của mùa Trung thu. Chương trình năm nay tập trung giới thiệu nét đặc trưng và nguồn gốc của mùa Lân trong mùa Tết Trung thu cổ truyền, tôn vinh giá trị văn hóa đời sống tinh thần và gìn giữ truyền thống hiếu kính ông bà cha mẹ của người Việt Nam. Nhiều hoạt động đặc sắc như liên hoan mùa Lân của các đoàn trong và ngoài tỉnh, chương trình phá cổ Trung thu cùng với hoạt động dân hoa tri ân cha mẹ với sự tham gia của 300 gia đình đã tạo nên không khí lễ hội ấm áp và nhiều cảm xúc. Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động ý nghĩa như thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại một số trung tâm bảo trợ trên địa bàn thành phố Huế nhằm chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi trong đêm hội trăng rằm. Với những hoạt động phong phú và đậm đà bản sắc, chương trình trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống Huế đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Huế tới du khách trong và ngoài nước. Dự kiến chương trình sẽ trở thành sự kiện thường niên gắn với Festival Huế trong những năm tới. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.